Hello, chào tất cả các anh em nha. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly. Con này thì sẽ đến từ thị trường nội địa của Nhật Bản là Sansui và tên model là AU Alpha 67XR. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là cực kỳ phổ biến trong phân khúc giá bình dân của thương hiệu Sansui. Con này thì nó cũng được sản xuất ở đời tương đối là cao rồi, nhưng mà khoảng mà năm 1994 thôi, nên tuổi đời còn rất là trẻ so với nhiều dòng sản phẩm khác. Và con này thì nó được trang bị như anh em thấy là cực kỳ là nhiều cái nút tính năng để cho anh em thể mà thoải mái mà tinh chỉnh sao cho phù hợp với sở thích cá nhân. Và hình thức con này về thì cũng còn rất là mới đẹp tinh tươm, tầm 90% nha anh em. Đây, mời anh em cùng xem qua về cái nút chức năng của dòng sản phẩm này. Đây, cái nút để điều chỉnh về hệ thống loa A và hệ thống loa B. Và con này nó sẽ chơi được AB cột nha anh em. Cái nút để điều chỉnh về các giải bass, treble, ba lăng đầy đủ, volume. Còn đây là cái cổng để mà anh em chơi chế độ như một cái power âm ly. Còn đây là cái cổng kết nối tín hiệu nguồn vào dòng sản phẩm này. Chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất là tuner với CD, còn phono là mâm đĩa than nha anh em. Còn rack selector này là chức năng để ghi âm. Còn bên dưới đây anh em sẽ thấy là cái công nghệ âm thanh của dòng sản phẩm này là Hyper Alpha X ba lăng. Đây là một công nghệ âm thanh thì phải nói là được cải tiến qua từng đời cho anh em. Vì đây là dòng sản phẩm mà Alpha, nên các bản mạch của dòng sản phẩm này thì nó sẽ tiến hóa từ Alpha, Alpha X, Hyper Alpha, Hyper Alpha X, ba lăng, Secret. Nó sẽ tiến hóa lên rất là nhiều đời. Ở những cái dòng sản phẩm ví dụ như là 67 XR, MR, DR và nó sẽ tăng tiến lên, và mỗi năm thì Sansui sẽ đổi mới dòng này và cải thiện chất âm tốt hơn rất là nhiều nha anh em. Và anh em xem logo Sansui chữ nghĩa lên bóng sáng nhìn rất là đẹp với tinh tươm, không có vết chữ mờ nha. Mà đây bên cái sản phẩm, bên cái sản phẩm này nó sẽ là hai cái má gỗ cho anh em. Má gỗ này thì cũng phải rất là đẹp mắt cho anh em ạ. Thiết kế này nhìn rất là sang trọng và cổ kính luôn. Đây, sản phẩm thì sẽ trang bị cho hệ thống là 8 cặp loa nha anh em. Đây, cái cặp loa thì nó rất là to và anh em cực kỳ là dễ xỏ dây. Còn bên đây là tem của sản phẩm Sansui. Này là dòng AU Alpha 67XG. Dòng điện ra 100V và công suất là 250W. Và một mức công suất và nói là cực kỳ tốt anh em. Vì tất cả các dòng 67 thì nó cũng sẽ có chung một cái mức công suất là 250W. Đây là mức công suất mà cực kỳ tốt để cho anh em mà chơi mọi cặp loa. Ví dụ như anh em chơi 2 cặp 3 tấc thì cái này đánh vẫn rất là ok và rất là dư dả nha anh em. Hoặc anh em chơi 1 cặp 4 tấc, cái này chơi cũng rất là tốt. Còn bên đây là cái cổng kết nối tín hiệu nguồn vào của dòng sản phẩm này. Đây là phono mâm đĩa than. Input là cái cổng mà anh em sẽ để tín hiệu chủ yếu là từ điện thoại với lại từ TV hoặc đồ đĩa CD. Còn bên đây là cái cổng mà Professor này và cái cổng mà như là cổng làm để làm bao vậy anh em ạ. Và về nội thất ở bên trong thì Sansui AU Alpha 67XR thì sẽ trang bị cho chúng ta tổng cộng là một tăng phô nó rất là lớn. Và tăng phô này là chính chủ của Sansui nha anh em. Và hai cầu gập nguồn rất là to. Và hai bên sẽ là hai cái lá nhôm tản nhiệt cực kỳ lớn và chứa rất là nhiều sò bên trong nha anh em. Cái này thì nó sẽ chạy tổng cộng chúng ta là 8 con cùng cánh lớn.
cái cấu hình của con này phải nói là cực kỳ tốt và vô cùng là mạnh mẽ trong một cái tầm giá của dòng sản phẩm này, phải nói là rất là tốt anh em ạ. Thì với 7.800.000 đồng, nếu anh em muốn mua anh em phải liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ Nhật sẽ test luôn và chất âm của dòng sản phẩm này, mời anh em. Âm của Sansui AU Alpha 607XR cho ra phải nói là hết sức là tuyệt vời, nhưng mà anh em nghe con này phải nói là huyền thoại luôn. Trong cái dòng âm thanh này khi bass cho ra phải nói là nó mềm mại và nghe nó rất là tơi nhuyễn cho anh em, và nghe phải nói là rất là chắc chắn. Nhưng mà con này thì nó khác những cái dòng sản phẩm âm đi của thương hiệu khác, ví dụ như là đề nông thì bass nó sẽ tương đối là mạnh và tương đối là căng cứng, mà con này thì bass của nó thì nghe rất là đặc trưng của Sansui. Xếp con này cũng rất là sắc bén anh em, và đặc biệt thì con này có cả loa nét nha anh em. Anh em chơi những cặp loa khủng mà anh em mà phải phối ghép với nhiều loa thì con này nó sẽ có thêm cái tính năng này, thì nó sẽ cực kỳ là cần thiết dành cho tất cả các anh em luôn. Nói chung con này phải nói là nó hoàn thiện giữa hai yếu tố. Thứ nhất là vẻ bề ngoài vừa đẹp và vừa sang trọng khi có hai cái má gỗ. Còn về chất âm của nó thì nó đánh cân bằng giữa bass treble và cả dãy mid anh em à. Lên nghe thì nó là cực kỳ thích tai. Và đặc biệt thì con này anh em thể làm bao để mà anh em hát karaoke và nó là rất là tốt cho anh em. Rồi, và anh em thấy sao về dòng sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.